Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị, các bạn và các em. Quý vị, các bạn và các em thân mến, Tăng Bạc Hổ sinh năm 1858 và mất năm 1906. Quê ông ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Tăng Bạc Hổ đã tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp từ rất sớm ở Nam Trung Kỳ. Khi phong trào Cần Vương bị thất bại, ông đã trốn sang nước ngoài để tìm cách cứu nước, cứu dân. Nhưng không thành, sau đó ông lại bí mật trở về nước để tìm lấy những thời cơ mới. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng ý chí, lòng căm thù giặc, tình yêu đất nước quê hương, yêu dân tộc của Tăng Bạc Hổ vẫn mãi giữ lửa và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Và trong chương trình hôm nay, xin mời tất cả quý vị, các bạn và các em, chúng ta sẽ cùng đến với truyện tranh Tăng Bạc Hổ, người hết lòng vì nghĩa lớn. Tăng Bạc Hổ, tên thật là Tăng Doãn Văn, quê ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ phải một nắng hai sương mới đủ tiền nuôi nấng cậu. Tăng Bạc Hổ lớn lên trong cảnh nước nhà đang dần bị thực dân Pháp thôn tính. Khi vừa tròn 14 tuổi, cậu quyết định từ biệt gia đình, gia nhập vào đội quân chống Pháp. Là người khỏe mạnh, lại giỏi võ, vì thế không lâu sau khi gia nhập quân đội của triều đình, Tăng Bạc Hổ được cất nhắc lên vị trí chỉ huy. Ông là người công tư phân minh nên được binh lính yêu mến và tin cậy. Đêm mùng 4, rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở kinh thành Huế thất bại. Vua Hàm Nghi rời hoàng thành ra Tân Sở, tỉnh Quảng Trị, ban chiếu Cần Vương, kêu gọi người hiền tài ra giúp nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà vua, Tăng Bạc Hổ rời bỏ chốn quan trường, lên vùng Kim Sơn, nay thuộc Hoài Ân, Bình Định. Dựa vào địa thế hiểm trở, chiêu mộ nghĩa binh, lập chiến khu chống Pháp. Tăng Bạc Hổ được mọi người kính trọng, tôn vinh làm đề đốc, chỉ huy nghĩa quân kháng chiến. Lực lượng kháng chiến của ông ngày càng phát triển và tầm ảnh hưởng của nó không ngừng lan rộng. Tăng Bạc Hổ chủ trương liên minh với các lực lượng Cần Vương khác ở bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cùng quy tụ dưới sự lãnh đạo của Mai Xuân Thưởng, dùng chiến thuật du kích để tấn công, làm tiêu hao sinh lực địch. Nghĩa quân Cần Vương do Tăng Bạc Hổ chỉ huy nhiều lần làm giặc Pháp và quân triều đình thất điên bát đảo. Lo sợ trước ảnh hưởng của phong trào, triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã cử Nguyễn Thân và Trần Bá Lộc mang quân vào trấn áp. Để đối phó, đầu năm 1886, Tăng Bạc Hổ cử hai tướng Bùi Điền và Đỗ Duyệt mang quân giao chiến với quân triều đình. Nhưng do chưa thông thuộc địa hình nên hai cánh quân đã không liên hệ được với nhau, lực lượng bị xé nhỏ. Quân ít, vũ khí thô sơ, không đủ sức kháng cự với quân thiện chiến của Pháp, nghĩa quân lâm vào tình cảnh chống đỡ hết sức khó khăn. Không nản chí, Tăng Bạc Hổ tiếp tục chiêu mộ binh sĩ, củng cố đồn lũy. Nhân dân trong vùng cũng tích cực đóng góp lương thực, của cải. Một thời gian sau, lực lượng của nghĩa quân dần được phục hồi. Sang năm 1887, một lần nữa triều đình lại kéo đại quân ồ ạt tấn công, triệt phá căn cứ nghĩa quân ở Kim Sơn và quyết bắt cho bằng được Tăng Bạc Hổ. Trước tình thế đó, nghĩa quân buộc phải rời bỏ căn cứ, lánh lên vùng Tây Nguyên. Bọn giặc thâm độc đã cho bắt cả gia đình Tăng Bạc Hổ cùng thân quyến của nghĩa binh ra tra khảo, đánh đập dã man. Nhưng không một ai hé lộ một lời về tung tích của ông. Tăng Bạc Hổ đã thoát nạn trong tình cảnh khó khăn, ác liệt ấy. Đau lòng trước tình cảnh người thân và gia đình nghĩa binh bị hành hạ, nhưng Tăng Bạc Hổ vẫn biểu lộ khí khái bất khuất của mình. Dẫu cuộc giấy binh của ta không đem lại kết quả như mong đợi, nhưng các chiến hữu của ta vẫn còn nhiều, họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Còn ta, nhìn Pháp mà không hổ thẹn, sẽ không bao giờ có chuyện ta sẽ khuất phục. Nhận thấy phong trào Cần Vương ở nhiều nơi đang dần thoái trào, Tăng Bạc Hổ tìm cách liên lạc với các nhà cách mạng đang hoạt động ở nước ngoài, mong cùng chung lưng đấu cật, tìm con đường để giải phóng non sông.
tháng Giêng năm Đinh Hợi 1897, Tăng Bạc Hổ sang Thái Lan. Ở Bangkok, ông vận động kiều bào ta tham gia tổ chức yêu nước, hỗ trợ phong trào đấu tranh của các sĩ phu trong nước. Với tấm lòng nhiệt tình yêu nước, Tăng Bạc Hổ tìm đến một tàu buôn xin làm thủy thủ để có dịp được đi qua nhiều nước. Ở đâu, ông cũng chú ý quan sát, ghi chép tỉ mỉ những điều hữu ích với mong muốn có thể giúp ích được cho đất nước. Năm 1898, Tăng Bạc Hổ đã cùng với Nguyễn Thượng Hiền, một người có tư tưởng canh tân và có mối liên hệ với nhiều sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, v.v. vạch kế hoạch tìm cách đưa con em các gia đình liệt sĩ Cần Vương ra nước ngoài để đào tạo. Nhận thấy Nhật Bản lúc bấy giờ đang tiến mạnh trên con đường Âu hóa, Tăng Bạc Hổ hy vọng học hỏi được Nhật Bản nhằm giúp nước mình rửa được quốc dục. Năm 1904, ông đưa đường cho Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính sang Nhật Bản tổ chức phong trào Đông Du. Năm 1905, Tăng Bạc Hổ trở về nước, mang theo thư của cụ Phan Bội Châu, khuyên thanh niên du học, truyền bá trong nhân dân. Ông còn liên lạc với cụ Nguyễn Quyền, Lương Văn Can và một số sĩ phu yêu nước khác, xúc tiến việc thành lập ngôi trường nhằm mục đích khai trí, phục vụ cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, với mong muốn làm thay đổi xã hội Việt Nam. Mùa đông năm Đinh Mùi 1906, Tăng Bạc Hổ từ miền Nam ra miền Trung. Ông đã dừng lại ở Huế để cổ động cho phong trào Đông Du, nhưng không may lâm bệnh nặng. Dù được những người đồng chí của ông tận tình nuôi dấu, chạy chữa, nhưng ông vẫn không qua khỏi. Ông đã mất trong vòng tay của những người đồng chí của mình. Đặt chân đến hầu hết mọi miền đất nước, bồn ba khắp bốn bể để tìm đường cứu dân, cứu nước, Tăng Bạc Hổ, người con ưu tú của quê hương Bình Định, đã lặng lẽ ra đi trên dòng sông Hương thơ mộng. Ngót hơn một thế kỷ trôi qua, tinh thần yêu nước và những đức tính cao quý của ông vẫn còn ngời sáng cùng với lịch sử dân tộc.